Chiều ngày 23 tháng 6, đại diện Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, Công an huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 người thương vong ở huyện này. Được biết, khoảng 23 giờ ngày 30 đêm 21 tháng 6, anh Nguyễn Văn Thuật, 34 tuổi, trú tại xã Khanh Yên Hạ, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, điều khiển xe đầu kéo mang biển kiểm soát 34C20655, kéo theo rơ móc mang biển kiểm soát 34R03005, lưu thông trên tuyến đường DT386, hướng Hải Dương đi xã Tông Trân, huyện Phù Cừ. Khi đến địa phận xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ, xe đầu kéo đã xảy ra va chạm với xe khách 29 chỗ mang biển kiểm soát 29B01422 do tài xế Nguyễn Văn Nghiệp, 45 tuổi, trú tại xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến xe khách bị văng xuống sông. Thời điểm này, xe khách đang chở theo nhiều người. Hậu quả vụ tai nạn khiến anh Lê Văn Tờ, 42 tuổi, trú tại Hưng Yên, hành khách xe khách tử vong tại chỗ và 6 người khác bị thương. Tại hiện trường, chiếc xe khách bị hư hỏng nặng. Nhận được thông tin, Công an huyện Phù Cừ đã có mặt tại hiện trường, hỗ trợ đưa người dân bị nạn đi cấp cứu, tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.